Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh NTT Android iOS của mình nha. Như thường lệ, đầu tiên là trò Desk is Coming của hãng Lion Studio. Cái hãng này thì khỏi bàn luôn nha mấy bạn, chuyên ra những game hot mà hay.
Thank you.